Như cái tiêu đề mình có nêu trên thì tại sao cứ nhiều bạn cứ mỗi lần mỗi ai mới bắt đầu chạy âm thanh đều cứ là chọn Pioneer 7800, thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái model hoàn toàn hay hơn 7800 mà mức giá lại rẻ hơn. Mình nói 7800 hay là mã nha các bạn. Thì cái con Pioneer mình giới thiệu là XX636. Thực ra mà nói thì các bạn cứ chơi âm thanh mới bắt đầu chơi thì chúng ta cứ nghe theo cảm nhận thôi, đừng có nghe theo bất kỳ ai, ngay cả người bán cũng vậy. Các bạn cứ tới các bạn nghe thử, ngay cả chỗ Nguyên Hùng Audio thì các bạn cứ nghe thử, ok thì chúng ta thấy lấy thôi. Còn những cái âm ly bị đồn đại bị thổi giá thì thực chất mình cũng rất là ít bán, ai đặt hàng mình lấy cho. Nên như bạn cứ nói là mình chê bai 7800 hay là mã, thật ra vì mình cứ nói là vì mình không có hàng nên mình chê, nhưng các bạn muốn mua bao nhiêu mình cũng có con đó. Nhưng mà mình vẫn nói với các bạn trước khi mua là con này bị đẩy giá lên rất là nhiều thì có những sự lựa chọn khác, nhưng mà nếu thật sự thích thì mình vẫn lấy cho thôi. Con Pioneer XX636 này thì mình nói là giá nó rẻ hơn rất là nhiều, nó chỉ 7,5 triệu thôi, nhưng mà công suất thì ngang, nhưng mà chất âm nó hay hơn rất là nhiều. Mặt phay nhôm, vỏ gỗ rất là đẹp. Bây giờ mình chưa cắm điện, nhưng lát nữa mình cắm điện lên mình test nhạc luôn cho các bạn thấy. Nguyên cái đèn này nó xanh, radio còn rất là nét, hoạt động nghiêm chỉnh nha các bạn. Thôi để mình cắm điện luôn cho các bạn xem. Cái đèn thì nó sáng, nó đẹp để các bạn. Thật ra 7800 thì nhiều bạn cũng thích nó vì nó có cái đèn vu gì bằng vu đó, thì các bạn thấy là nó ok, bật lên nó nhảy theo điệu nhạc cũng vui. Nhưng mà chỉ vì cái chức năng đó mà nhiều tiền thì cũng hơi phí. Đây, con này bật lên còn đẹp hơn cả 7800 nữa, sáng nguyên cả dàn đèn. Nhiều cái âm ly receiver thì nó không sáng như vậy, bật qua FM nó mới sáng. Nhưng con này thì nó ở tự động nó sáng luôn nè. Cho dù đang ở OX, FM, AM, phono gì nó cũng sáng cái này thôi. Còn những cái con mà nó không có chức năng tự sáng này thì các bạn lạm dụng quá, chúng ta mở cái cổng tép để chúng ta mở đèn này thì nó thường rất là nhanh cháy đèn. Con này thì cái đèn nó làm chuyên để sáng liên tục nên cái bóng đèn này nó khó mà cháy lắm. Chạy 4 sò sát Toshiba, dòng sò sát thì rất là dễ chơi. Tất cả các chức năng hoạt động nghiêm chỉnh nha. Lát nữa mình sẽ test với một cặp loa Pioneer cho các bạn xem luôn. Rồi thì mức giá như mình nói là 7,5 triệu. Bây giờ mình sẽ tiến hành test con Pioneer XX636 này nhé. Trước khi test thì mình quay phía sau cho các bạn xem nữa chứ. Cộng cặp loa, cầu chì bảo vệ, Made in Japan, 140W. Hồi nãy mình nói nhầm 150, 140 thôi. Con này mình bán rất là nhiều rồi, mức giá như vậy là rất là tốt. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe nhé. Các bạn đợi mình gắn loa tí.
từng ngày qua.